Rồi, xin chào tất cả các bạn khán giả của Sunwoo Audio. Sáng ngày hôm nay mình qua văn phòng và mình thấy là có một cái tai nghe nó đẹp quá. Nhưng mà đây cũng chính là cái chủ đề mà mình nảy sinh ra và lại có video để cho các bạn xem. Đó là vấn đề chống ồn chủ động trên các cái tai nghe hiện nay. Con này là JBL E65BTNC, một cái tai nghe rất mới và nó là cái tai nghe chống ồn chủ động đầu tiên của JBL. Thì mình mới nảy ra một cái ý nghĩ rằng là tại sao bây giờ nhiều hãng họ lại làm tai nghe chống ồn đến như vậy. Và cái việc họ chạy đua làm tai nghe chống ồn ở tất cả mọi cái phân khúc giá thì nó có thực sự là cần thiết hay không. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng chia sẻ với nhau một vài quan điểm về cái vấn đề này nhá. Rồi, đây là cái con E65BTNC này. Và cạnh mình đây là một cái tai nghe chống ồn chủ động rất là nổi tiếng. Đó là cái con 1000XM3. Mình lấy nó ra, mở cái hộp ra thì mình lại nhớ đấy là cái con 65BT kia nó không hề có cái hộp. Đây là con 1000XM3, có cái hộp rất đẹp. Thì cái con M3 này ấy, nó có được một cái công nghệ chống ồn chủ động và nó có rất nhiều tính năng hay. Ví dụ như là các bạn thấy là nó có một cái tính năng đó là Quick Extension Mode, là một cái tính năng mà ngoài ra nhé, nó còn có thêm cái chế độ nhận biết áp suất bên ngoài, thêm ti tỉ những cái phần rất là hay ho của con 1000XM3 này nữa. Nhưng mà cái con 1000XM3 này các bạn biết mức giá của nó rồi đấy, nó hơn 8 triệu một chút, khá là đắt đối với mặt bằng chung của chúng ta. Còn đây cái con JBL E65BTNC này, cái mức giá của nó chỉ khoảng 4 triệu rưỡi thôi, tức là nó rẻ hơn khoảng một nửa so với con 1000XM3 này. Vậy thì hai con này đều có chống ồn chủ động, nhưng mà rõ ràng là cái Active Noise Cancelling, cái chống ồn chủ động trên cái con M3 này, nó có nhiều cái ưu điểm hơn và nó có nhiều cái công nghệ hay ho hơn rất nhiều so với cái con JBL này. Thậm chí là đối với cái việc mà sử dụng app để điều chỉnh cái tính năng chống ồn, cái mức độ mà khử ồn ấy, thì của hai con tai nghe nó cũng khác nhau. Vậy thì một cái câu hỏi đặt ra ở đây rằng là gì? Các bạn thấy hiện nay trên thị trường có bao nhiêu hãng đang làm tai nghe chống ồn? Chúng ta có Bose QC25 này, QC35 này. Chúng ta có ở đây là 1000XM3 của Sony, 1000XM2 đời trước của Sony. Chúng ta bắt đầu có JBL. Và các bạn thấy Samsung thì họ đã có cái dòng U đấy, cái dòng Level U series họ cũng đã có chống ồn. Và thậm chí là Xiaomi bây giờ, những cái tai nghe hơn 1 triệu của Xiaomi, họ cũng tuyên bố rằng rất là mạnh mẽ rằng là Xiaomi tai nghe có chống ồn. Vậy thì thực hư cái hiệu quả của việc chống ồn này như thế nào, và liệu rằng là người dùng họ có phải là ai cũng cần cái tính năng này hay không? Thì mình lấy đơn giản là hai cái tai nghe này, 1000XM3 và cái tai nghe JBL E65BTNC này đi. Cá nhân mình khi mà mình mua một chiếc tai nghe ví dụ ở cái mức giá tầm 4 triệu thì mình chỉ cần quan tâm là gì? Nó có được một cái độ hoàn thiện tốt và nó có chất lượng âm thanh hay. Cùng với đó là những cái trang bị đi kèm của một chiếc tai nghe nó phải đầy đủ và nó làm cho mình hài lòng. Đối với cái điều đó thì chiếc 1000XM3 này làm rất tốt, tai nghe rất đẹp, phụ kiện đầy đủ, hộp đựng rất là ok. Nhưng mà đấy, mình vừa mới nói với các bạn là cái con này nó còn không có một cái hộp đựng đấy. Giá như mà cái tiền mà người ta làm chống ồn cho nó đấy, người ta đưa vào một cái hộp đựng hoặc là người ta hoàn thiện tốt hơn về những cái mặt về ngoại hình này, về người ta tăng cái chất lượng âm thanh lên thì có phải là tốt hơn không? Tuy nhiên đó chỉ là quan điểm trên cá nhân của một người thôi. Và với những cái công nghệ chống ồn, những cái công nghệ hiện đại như này thì chúng ta nói nó hữu dụng cũng đúng, mà nói là không hữu dụng cũng đúng. Với những ai mà cần nó, thực sự cần nó, các bạn di chuyển, các bạn đi máy bay, các bạn làm việc, các bạn sống trong cái môi trường rất là ồn ào đi, sống ngoài chợ mà suốt ngày nghe các bà chửi nhau thì các bạn cần một chiếc tai nghe như vậy. Còn đối với mình chẳng hạn, mình chẳng bao giờ mình ở môi trường ồn ào cả, mình chỉ ở nhà, ở văn phòng làm việc thôi thì mình cần gì chống ồn đúng không? Mình chỉ cần một chiếc tai nghe hoàn thiện tốt và build hay, chống ồn chẳng mấy khi mình bật lên. Có một cái rất là hay như thế này, đó là cái con JBL này khi mà các bạn bật chống ồn lên ấy, thì thậm chí là mình thấy nó có một cái lợi rất là hay, đó là nó sẽ giảm được hiện tượng ship đi. Nếu mà nghe bình thường ấy thì những cái âm mà ca sĩ vocal nữ hát thì các bạn thấy nó hơi ship một chút, nhưng mà khi mà bật chống ồn lên thì nghe lại rất là hay. Thì đấy cũng là một cái điểm lợi ích của chống ồn này nữa. Và có một cái tin rất là hay cho các bạn, đó là mình vừa mới đọc được một cái tờ báo của Bloomberg, đó là họ đã nói rằng là Apple thậm chí họ cũng đang phát triển cái công nghệ chống ồn ở trên chiếc tai nghe AirPods của mình. Thì liệu rằng là trong năm nay hoặc là sang năm thì có một chiếc tai nghe AirPods có chống ồn hay không? Thì các bạn hãy cùng chờ xem nhé. Còn tổng kết lại video này, mình chỉ muốn nói với các bạn rằng là các hãng hiện nay họ làm tai nghe chống ồn rất nhiều. Và tai nghe chống ồn thì đối với những cái người mà như mình thì mình chia sẻ là nó chưa thực sự cần thiết ở cái mức giá thấp. Và cái quan điểm cá nhân của mình đó là cái công nghệ chống ồn này ở cái phân khúc giá thấp, khi mà người ta còn chưa có được một cái chất lượng hoàn thiện tốt, người ta còn chưa có được những cái phụ kiện tốt thì người ta chưa cần đến cái chống ồn này. Còn đối với nhiều bạn, những cái người khác họ vẫn cần chống ồn thì đó là cái quan điểm của họ. Còn video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là như vậy. Và các bạn nghĩ rằng là liệu ở những chiếc tai nghe ở cái phân khúc giá nó rất là thấp thì họ có nên đi theo cái xu hướng làm chiếc tai nghe mà có công nghệ chống ồn hay không, hay là họ sẽ tập trung vào hoàn thiện về chất âm, hoàn thiện về phụ kiện cũng như là về cái chất lượng của cái chiếc tai nghe của mình,
thì các bạn hãy cho ý kiến ở phía dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.